Sáng ngày 5 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Vũ Huy, 36 tuổi và Võ Văn Vinh, 32 tuổi, đều trú tại thành phố Huế, về hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng. Lúc 21 giờ ngày 25 tháng 4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ ập vào quán cà phê Nam Phương, địa chỉ 125 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, bắt quả tang Huy và Vinh đang tổ chức cho 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ là 33 tịch cá cược bóng đá với số tiền cá cược là 23.300.000 đồng, hơn 51 triệu đồng tiền mặt dùng để sử dụng cá cược bóng đá, 3 máy vi tính để bàn, 1 máy laptop và nhiều điện thoại di động liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra, Công an thành phố Huế xác định, từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị phát hiện, Huy và Vinh đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch là 1 tỷ 985 triệu 550 ngàn đồng. Huy là đối tượng có một tiền án về tội đánh bạc. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Huy và Vinh, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 12 đối tượng khác liên quan đến hành vi đánh bạc.